Xin chào quý cô bác anh chị cùng tất cả các bạn nhé, đã quay trở lại với kênh của mình. Hiện tại thì mình đang đi lên trên nhà ông cụ. Hôm nay là mua một ít thức ăn với cả mua một cái quạt của anh Kiều Văn bán ấy, là anh có gửi cho mình là 2 triệu để mình mua. Thì hôm nay mình mua một cái quạt, còn số tiền thừa còn lại thì mình sẽ mua những cái đồ dùng của ông cần thiết và mua thức ăn lên cho ông nhé. Hôm nay lên đây thì trưởng thôn cũng đã ở trên này rồi. Hôm nay là đi lên nhà ông, thì hôm qua cũng bàn với trưởng thôn rồi. Hôm nay mấy anh em trưởng thôn với cả em Cồ sẽ đi lấy củi. Đấy, lấy củi cho ông, nhưng mà hôm nay không ngờ là trời lại mưa này. Ngoài Hà Giang không mưa đâu mà. Trên này mưa lắm anh ạ. Ờ, trên này đây mưa ướt hết đấy. Anh lên đến đây anh ướt hết người này. Không bao giờ nó phù phù như thế này là nó mưa từ tối qua 12 giờ. Thế hai anh em sáng nay mấy giờ ra đây? Sáng nay thì cũng 8 giờ mới ra đây. À, sáng sáng nay em đi chợ ở dưới này à? Chợ phiên ở dưới này à? Đi chợ phiên xong là 8 giờ mới ra đây. Đấy, hôm nay lên thì mua một cái quạt. Bởi vì mấy hôm dưới gần hè rồi, trời nóng nên là mua cho ông một cái quạt này. Hôm nay anh mua cả thức ăn lên đây, cá này, với cả rau củ quả đây này. Trưa anh em mình nên nấu cơm anh cũng ông. Nước nuôi đảm bảo chưa? Ok anh ạ. Ok hết rồi gì? À đây, ông vừa lấy được mấy anh củi đây. Lần trước trưởng thôn là đèo củi ra cho ông một bó, bây giờ hết rồi à? Vâng, trước thì em ở nhà thì cũng chả có bao nhiêu, nhưng mà em cũng đều ít cho ông thì cũng hết rồi. Cái này là ông nọ là ông cháu bên cạnh gầm ở đây là hôm nọ là nó lấy cho ông. Củi này là ông cháu nó lấy cho. Ông hết củi rồi nhỉ, không có gì luôn. Đâu nước người xả ra xem nào. Vâng, ok rồi. Nhà vệ sinh xả ok chưa? Ok. Bảo ông rồi, kia sạch xé vào nhá. Đấy. Ok luôn này. À, sao không lắp thêm cái cút cho nó gập xuống ngay đây? Cái cút... Mai em đi xuống chợ đây. Đây có mà. À, có thì... Nhà bố có, ông bố em bảo bố mua rồi. Ờ, hôm nào về lắp một cái cút hình vuông cho nó thẳng xuống thôi là được. Ừ, nhà vệ sinh cũng chạy ok luôn anh ạ. Ờ, ok chưa? Phải dạy ông nhá. Ok luôn. Ok. Bảo ông là dội nước các kiểu sạch nó nhá. Hướng dẫn ông một tí nhá. Ông mới về mình hướng dẫn ông rồi. Thế là được rồi. Đấy, cống xả cũng ấy đàng hoàng đấy hết rồi. Không cái làm cút gì đâu. Ờ, mai mua cho ông một cái chậu to để ông hứng nước ở đây ông tắm. Vâng. Thế là ổn đấy. Đây. Chén nước, thời gian quay bên ngoài chén nước xem nào. À đây. À cái này phải bịt xi vào chúng tôi ạ. Đúng rồi, cái này bịt xi mà. Cái này lấy xi đắp vào chứ. Có chứ. Đắp vào chân này này, không gió là nó bay đấy. Xi còn xi mà. Ờ. Hôm nào em chở ra một bao cát xong em đắp vào cái chân này đã. Cho nó chắc nhá. Không này mà nó hết nước thì gió phát là bay đấy. Phải trời nó nám thôi. Ờ. Móc đây này, đổ xi vào. Là được. Trời nó nám xong là để đi chở được. Ừ. Đấy, nước đấu trực tiếp luôn. Nhưng mà nhớ đắp xi vào trong cái chân này là được. Chân téc này là được. Vâng, xi nó còn. Xi còn nửa bao à? Không, tí thôi, đủ đắp kia. Ừ. Còn không ấy thì em mang của em ở nhà ra đắp được mà. Rồi rồi rồi, ok. Kia dở nhất thì một xô hai xô rồi đấy. Sáng nay ông đi chợ à? Sáng nay ông đi chợ rồi. Em gặp ông ở dưới chợ à? Em gặp ông đi sớm lắm, em đi em đổi được, ông ở gầm chợ rồi. Thì bảo ông bảo là đi chợ nhanh về. Anh thấy ở ngoài kia có đoàn từ thiện hay đoàn nào về đây mà phải không? Em, thấy đông lắm. Em không biết, chắc là ở ngay nó... dưới cầu ấy. Chắc là nó đi chỗ nào không đem về. À, quên mất, trưởng thôn đi lấy cái đồ ăn vào đây luôn. Để chị tí trưa nay nấu với ông cụ. Có nhà lo chứ, có bây giờ có nhà lo ơi. Đây mang hết đồ ăn vào đây trưởng thôn. Mưa quá, hôm nay trên này mưa to. Lúc ở ngoài Hà Giang sáng nay thì không mưa, nhưng mà đi vào được 6-7 cây thì mưa to. Ông cụ mấy hôm nay là không có củ đun rồi. Lần trước là trưởng thôn lấy cho một bó nhưng mà hết rồi. Thì hôm nay mấy anh em bảo là đi lên đây để mà đi hộ ông lấy củi. Có nhờ cả em Cồ vào đây.
Em cô mấy hôm nữa là cô anh bảo này. Dạ. Mấy hôm nữa là có chị bảo là giúp em hỗ trợ em làm cái vách. Vách à? Làm cái vách nhà cho cháu ấy, cho phó của em ấy nhá. Thì có gì thì anh khác gọi điện xong là em sẽ đi xẻ gỗ nhá, đi tìm xong xẻ gỗ về làm cho cháu của em nhá. Đóng điếc đàng hoàng, làm cửa làm mấy đàng hoàng đấy nhá. Nhá. Hôm nay là trưởng thôn nhờ em đi hộ lấy củi cho ông phải không? Vâng. Rồi rồi, xong là trưa nay về sẽ nấu cơm ăn ở đây cùng ông. Vâng. Hôm nay không làm gì, không bận gì đâu gì? Hôm nay không bận gì đâu anh. Rồi, ok. Hôm nay là trưởng thôn là thứ bảy, trưởng thôn được nghỉ. Hôm nay thứ bảy thì mình được nghỉ. Nên là cũng không phải đi làm gì. Nên là mấy bảo trưởng thôn mà là nhờ cả em cô đi hộ lấy luôn. Nhưng mà không ngờ lên trên này mưa to quá. Lên trên này mưa to. Ở dưới anh có mưa đâu. Anh đi được một đoạn mới mưa mà. Người anh còn ướt hết này. May mà có áo mưa trong cốp. Quạt này thì cất vào hôm nào nắng nóng thì hãy cắm cho ông được. À chưa có cái ổ cắm nhỉ? Ổ cắm có mà. Có. Có đây rồi. À rồi rồi, ok. Từ không có thì anh mai anh mua vào cho. Mưa này có đi lấy củi được không nhỉ? Chậm lắm anh ạ. Hả? Anh em mình đi bộ thôi anh ạ, đi được. Đi được à? Ừ, đi bộ thôi. Đi bộ thì đi. Nhưng mà đi chỗ nào lấy, có gần đây không? Hơi xa anh, ra tít tượng nhà Ly đi bên kia một tí nữa. À đi cái đường nhà Ly hôm mà anh em mình sang đấy thì. Vâng vâng. À, đi bộ đi được anh ạ. Đi được. Chủ thôn này. Vâng. Anh quên mất đấy. À, có một anh Phạm Hùng đấy. Anh Phạm Hùng à? Là anh thấy em là trưởng thôn, là một người rất nhiệt tình, nên là anh gửi em 200.000 để lấy tiền xăng xe đi lại. Vâng. Anh Hùng, anh Phạm Hùng. Anh Phạm Hùng à? Để cho em xem, với lại em gửi lời cảm ơn anh Phạm Hùng. Thứ hai nữa là chúc anh Phạm Hùng gia đình luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc với gia đình ạ. Vâng, cho em xem. Đấy là hôm qua anh có gửi, tối qua anh có gửi cho anh. À vâng, vâng. Nhá. Vâng. Thấy trưởng thôn cũng là một người rất là nhiệt tình trong công việc, giúp đỡ bà con. Thế bây giờ anh em mình có trưởng thôn có được mang dao không? Có. Có đây rồi. Cô em cầm đi hết rồi chị. Thế đi bộ thôi nhỉ? Đi bộ thôi. Chứ phải khóa cửa vào cho ông á. Đấy, bây giờ ba anh em sẽ đi lấy củi cho ông nhá. Không, bởi vì hôm qua là có điện cho trưởng thôn rồi. Điện trước trưởng thôn bảo là hôm nay trưởng thôn cũng là thứ bảy được nghỉ, nên là sẽ đi lấy củi cho ông. Bởi vì mấy hôm nay ông không có củi đun. Hôm trước lên là cái cô phụ trách giáo viên ở trên này đấy, bảo là ông không có củi đun. Xong ông khác đi nhặt những cành cây bé này, cành khô này ở ven đường này, ông về ông đun. Thế là hôm nay quyết định ba anh em đi lấy cho ông một chuyến. Đi đường này à? Đi đường này. Anh tưởng đi đường dưới kia. Đi xe thì đi đường dưới kia, mình đi bộ thôi, đi đường này. Đường này gần hơn à? Gần hơn. Trưởng thôn đi tận đồi bên kia cả. Ôi, nhà này củi nhiều thế. Hẳn hai đống to này. Nhà này củi nhiều nhờ trưởng thôn nhờ. Vâng, nhà này củi nhiều anh ạ. Ui, kinh khủng luôn. Chăm chỉ quá nhờ. Chắc hôm nào cũng đi lấy củi. Lợn đây, chuồng lợn. Nhà này nuôi nhiều bò thế. Nhà này nuôi nhiều bò nhờ. Đúng rồi. Trưởng thôn. Vâng. Trên kia là nhà hay là cái gì đấy? Trên kia rồi. À, cái nhà kia trước là nhà, bây giờ nó là một cái nhà ở to ở dưới này, nó sơ tán xuống đấy rồi. À, sơ tán xuống đây rồi. Tưởng nhà nào mà nhìn bé tí hơn. Ủa ôi, trơn thế. Trơn với lại ngã vào đây thì đúng vào sập mặt vào cứt bò luôn đấy. Trơn thật. Tí mình đi đường dưới thôi, đường này trơn lắm. Tí mình về đường này đi nào. Đường này trơn quá. Mưa nhưng mà vẫn phải đi, bởi vì được lên đây rồi. Lấy giúp ông mỗi người một bó về. Là ông đun được một tuần là được nhờ. Hôm nào nắng nắng mình lại lấy đi lấy tiếp. Đợi trời nắng đấy, trời mưa này đi vất lắm. Đây, cái này đi quái gì nữa? Sao đấy trưởng thôn?
Vâng, đi trơn phát này là trượt chân á? Vâng, trượt chân phát là cứ quay rách đứt rồi. Trưởng thôn là trượt chân cái là dép rách luôn này. Đứt luôn. Bây giờ đi châm đất anh ạ. Đi chân đất. Đừng gửi dép ở đây mình đi châm. Mưa đi lấy củi. Trưởng thôn bây giờ đi chân đất rồi. Chân đất. Đi chân đất cũng trơn. Đi dép cũng trơn. Sương mù kinh nhờ. Anh em mình đi được một cây rồi đấy. Đi xa lắm rồi đấy. Hơn một cây rồi. Dưới này là cái hồ của thủy điện đây này. Úi dưới này đẹp lắm nhưng mà hôm nay sương mù. Không thể nhìn thấy được đây. Hồ nước trong veo luôn. Đấy đấy. Bây giờ bắt đầu sương nó tan dần rồi. Mây mù tan dần là nhìn thấy rồi. Đấy. Cái hồ thủy điện dưới này này. Cái đập thủy điện nó dưới kia. Chỗ trắng trắng kìa. Trên này đẹp thật. Nhưng mà hôm nay mây mù nhiều nên là không thể quan sát được. Trưởng thôn tí đi lên đường nào đấy? Đường trên này anh ạ. Đi lên trên đường này à? Ờ đi xem chỗ nào lấy nhiều nhiều xong là bó ba bó xong là anh em mình hộ nhau kéo về thôi. Cô được chưa cô ơi? Được chưa, đi, đi lên sang bên trên này lấy đi. Cô đang chặt mấy cây, đang đi dọc đường nhìn thấy mấy cây khô. Cô này cũng chịu khó phết đấy nhỉ. Ừ. Cô này nghe nói là ăn được 8 gói mì tôm. Đấy, trưởng thôn bảo là hôm nào thử thách cô ăn gói mì tôm xem. Yeah. 8 gói mì tôm. Dạ, trưởng thôn có cái áo oách slack đấy, sáng nay đi chợ phiên à? Ừ, sáng nay đi chợ phiên. Áo này mua lâu rồi, mua trước Tết rồi. Áo này áo người Mông ấy. Ừ. Anh biết mà. Cô cứ buộc bó đấy đi nhá. Vâng. Anh đi với trưởng thôn đi sang kia lấy hai bó nữa được, tí anh vác bó này cho nhá. Vâng. Buộc sang sang bên này. Bây giờ với trưởng thôn đi ra bên này lấy nhá. Anh em mỗi người một bó. Hôm nay mưa quá trơn. Không thì lấy xe máy sang đây chở được nhiều hơn. Chắc phải để dép đây thôi. Đấy, dép toàn đất với bùn này. Đi chỗ nào có nhiều ấy trưởng thôn ạ. Lấy luôn đủ hai bó luôn. Ủa trên này đẹp lắm nhờ. Rất tiếc là hôm nay lên lại trời lại mây lại mưa. Dưới này có cái lòng hồ thủy điện. Đẹp kinh khủng luôn. Đâu trưởng thôn? Lên trên này. U đây đây dưới này đầy này. Ồ ui trên này đầy nha. Anh lên được chỗ này không? Em lên kéo nhá. Ờ lên trước kéo anh với. Đây đây. Trưởng thôn sắp thành người rừng rồi. Bẩn hết đây. Người. Ôi, ok. Họ không lấy à? Chắc bé quá họ không lấy à? Không phải bé mà cái này nặng. Không vắt hết rồi đi hết. À, thảo nào nhà kia nhiều củi thế nhỉ? U đây đầy đây. Lấy được không? Lấy được, mình có phải là mình lấy đi đâu rồi. Lấy đi đốt cho ông này. Đấy, khô rồi. Khô chưa? Khô rồi. Đây cái khô. Ui dồi, cái to này mới được. Đấy, lấy cái to này. Không, cái này chỉ mình làm cái tượng thôi. Ừ, đấy, thế lấy cái tầm trên này này. Cho mình bắt vào tượng bay ấy. Ui, bên này, đấy này. Đây, của bác nào chặt ra thông cảm nhá. Đang mưa nên tranh thủ lấy trước. Anh xin rồi, cứ lấy thoải mái đi. Xin đàng hoàng rồi nhá. Trong video xin nhá, không phải ăn trộm nhá. Cái này là rừng của ai nhỉ? Đất của ai? Cái này là ở đất ở dưới thôn khác, ở dưới mình bê cơ. Cái này là bây giờ người ta khai thác mà không lấy đâu. Cái này là cành thừa thôi phải không? Cành thừa dân thì là dân ở trên này lấy thôi. Chứ chính xác cái chỗ hộ này nó cũng không lấy đâu mà. Trưởng thôn, cái cây này làm dây lạt là hay đấy nhỉ? Dây này á? Ờ. Dây lạt, được. Đấy, lấy cái dây rừng này buộc luôn, buộc củi luôn. Nhưng mà cây này hôi nhở? Ừ. Mùi hôi hôi thật đấy. Nhưng mà dây của nó chắc lắm anh ạ. Tí có cần xoắn vào không? Hay là nay buộc luôn? Dùng như này luôn này. Em xếp vào luôn ở đấy à? Đấy. Xếp ngang đấy luôn à? Ừ.
Tí trưởng thôn vác bó này này. Cù khỏe nhất là vác cây to bên kia. Mình thì có một bó ở ngoài đường rồi. Mưa quá. Chia hai đi. Làm chủ á? Là cái tượng ở vai mình ấy. Đi cho nó dễ. Đấy nha, chị Hạnh nha, nhìn trưởng thôn nha. Hôm qua chị Hạnh khen trưởng thôn rất nhiệt tình. Đấy, chị Hạnh ở Hàn Quốc ấy. Chị thấy trưởng thôn nhiệt tình không? Bắt quỳ rồi. Em ở đấy nhá, em xếp được cái củi này bé bé thôi, nhờ củi ít thôi, em xếp được cái đống to. Tại sao kia lại đống kia nhỉ? Hả? Đúng rồi. Tại sao kia lại đống kia nhỉ? Đúng rồi. Đống kia thẳng mà, củi đẹp lắm. Ủa thế thì chú đi lấy đi. Bên kia có á? Bên kia có mà. Không lấy củi này được mà. Cô. Lấy cái củi kia. Lấy củi này được mà. Củi này nó củi này nó mới cháy. Củi này cháy trận hơn củi này đấy. Củi kia, nói chung củi nào cũng được mà. Đây. Thế em đi buộc bên kia cũng được, tùy em thôi. Mình lấy cái thẻ thẳng cho ông ấy. Ừ. Không, thẳng quá nó không cháy đâu, nó phải cong keo tí nó mới cháy. Kiểu như cái này là mình đốt thì không khỏi phải nói rồi. Củi này mà còn chê nữa thì chê củi nào. Thế bảo là ứ. Không quay. Ây dạ. Cổ nhanh thế nhờ, công nhận thanh niên nhanh nhẹn thật đấy. Được. Được. Được rồi. Cổ này rất là khỏe. Nhanh nhẹn. Hôm đi làm ruộng thì nhìn thấy em làm thì mình biết rồi. Cái dây này bé quá. Đợi anh đã nhá cô ơi. Mình có phải thay dây. Đợi đi cùng nhau nhá. Đấy, chị Hạnh thấy trưởng thôn của chị không? Đấy, chị Hạnh là quý nhất trưởng thôn đấy. Chị Hạnh xem được video này thì cho một like nhá. Trưởng thôn rất nhiệt tình. Anh cầm hộ em. Ờ, anh cầm dao cho. Tí xong là anh cái buộc bó ở ngoài. Vâng. Cẩn thận nha, trượt chân nha, đi cẩn thận nha. Bây giờ có tải rồi, về đi từ từ thôi. Mà mạ thôi. Thế lần trước trưởng thôn hay đi lấy cũng ra đến tận ngoài này lấy cho ông à? Vẫn ra đây lấy mà. Ồ. Bình thường là trưởng thôn vẫn ra đây lấy củ cho ông. Lúc mà mình chưa vào đây đấy. Ông hết củi thì trưởng thôn ra đây lấy. Ây dồ, gai chọc chân anh rồi, chết rồi. Ờ, đây. Đi chân đất vào rừng này. Không được, không sao đâu, đi đi. Nó hơi đau một tí thôi. Nói chung là vẫn chịu được. Cô cầm dao cho anh. Đấy, em mắc dao vào bó củi của em luôn đi. Để anh nhảy xuống phát ạ. Ây dồ. Vác hơi to đấy nhở. Cô cầm dao nhá. Thì anh vác bó ở ngoài đường kia nhá. Trơn quá nhở. Thế chết rồi, tí anh không đi dép được rồi trưởng thôn ạ. Hôm nay mà không mưa thì là đẹp nhở. Trời lại mưa quá nhỉ. Đất nó bám hết ở dép. Đi rất là khó. Ờ. Ôi ôi, trơn lắm trời ơi. Đi dép chả biết có đi vác được bó kia không, chắc là được. Đi đi, cứ đi, đi trước đi, anh đi sau. Trưởng thôn mất đôi dép rồi. Hôm nào anh mua lên cho một đôi nhá. Em đi dép gì? Em đi cái dép như thằng này đâu. Như đôi sáng nay thôi gì? Hả? Như đôi sáng nay thôi gì? Ừ. Ok, được. Đường trơn lắm. Bây giờ anh em không phải, mình phải đi đi về đến đấy phải tầm một cây đấy nhờ trưởng thôn nhờ. Ừ, tầm cây. Đấy, từ bây giờ ba anh em là lấy được ba vác rồi. Của mình hơi bé hơn một tí, nhưng mà lấy từ trước ở đây. Bây giờ phải đi tầm khoảng độ một cây số nữa mới đến chỗ ông cụ nhá. Sao ấy?
Đau vai à? Đau vai quá anh ạ. Ba anh em vừa đi vừa nghỉ. Liều dốc về nữa, mệt nữa, đau vai quá. Vừa leo được một đoạn dốc này, từ dưới kia lên. Vừa đi vừa nghỉ thôi, bó của trưởng thôn to nhất này. À với cô ngang nhau đấy nhờ. Chẳng qua là bó của trưởng thôn là nhiều cái cành to thôi. Lại tiếp tục. Đấy, vừa đi vừa đổi vai mới được. Ôi, sao đây? Trượt chân. Hả? Trượt chân đi từ từ thôi. Ôi, trưởng thôn trượt chân phát. Mày. Vác củi. Lăn xuống đường luôn. Đây à, vết chân trượt đấy à? Vâng, vết đấy. Cẩn thận nhá. Làm phớt. Sao em không đội mũ bảo hiểm vào? Ôi, áo bẩn hết rồi. Không. Đội mũ vào. Đi đi, từ cẩn thận thôi. Anh còn phải đi từ từ đây. Vừa đi vừa cầm cái điện thoại quay. Đi trên vớt. Bây giờ mà anh mà ngã bụp một cái là thôi rồi. Đấy. Giờ đã đi đến nhà ông rồi đây. Chú thôi, để ngoài nha. Em chào anh. Vâng, đi lấy củi cho. Chờ đâu đâu, anh bê xuống ngay. Có anh bê xuống ngay. Ông vừa về à? Anh vừa đi đón ông à? Xin chào, xin chào. Hai, lấy củi đây. Hai. Bẩn hết người rồi. Ông vừa sáng nay có chợ phiên ở dưới này, ông đi chợ về. À, trưởng thôn gọi ông lên. Anh đi ra đón ông về à? Đó. Trưởng thôn bảo hôm nay đi lấy củi hộ rồi, hôm nay phải lấy cái gì làm cơm tiếp đây, bảo thế này nè, trêu ông như nào. Ê, một tí tà lò lò nó nó có ua mô đó bên nó. Cái mô mà cái nó mà. Ui dù cái lo yo cái tụ nó. Mô mà cái chứ mà. Ông có gì thì đi lấy làm cơm mời đi, bảo thế, bảo ông thế, trêu ông ấy. Em trêu ông bảo này. Em trêu ông bảo là ơi cơm có cả thịt có. Ở đây ông mua được thịt. Thế là hôm nay sáng nay ông đi chợ là ông không mua cái thịt lợn này về ăn này. Không. Này ông mua về đóng mỡ. Chắc ông mỡ đâu nhỉ? Mỡ ông mua. Mua về để ông ăn dần đấy. Không, mà ông kêu bảo là không có mỡ. Ta thì thịt hộp hôm trước anh mua về cho ông vẫn còn dưới đấy nhỉ. Mì tôm chắc là vẫn còn nhỉ. Mì tôm còn hột dưới. Vào rửa chân đây đi trưởng thôn này. Vâng. Đấy, ông đang bật bếp đấy. Nóng quá. Ô, cởi áo đó, nóng quá. Đây đi rửa chân tay đi. Cô ơi, vào đây rửa chân này. Bây giờ đây có nước ấm ấm luôn. Cái này về mang về. À cái ống đấy thừa từng đấy thôi. Không, thừa nhiều đấy. Cái cuộn nhiều cái em mang về rồi. Còn cái này là thừa thì em mang về đi. Xem nhà em dùng được cái gì thì mang về nhá. Không để đây chả giải quyết được gì đâu mà. Để đây. Bây giờ mình là chủ ở đây cũng dùng thôi. Ui, chân toàn bùn đấy. Nước này cho ông thao hồ ông dùng. Đặt tắm rửa ở đây. Mưa gió không phải đi ra ngoài. Nó nữa. Chú tao đây. Chú tao nhá. Con chờ tao xó mà có uống nó thôi. Có cái dòng mà có nhéo lúc nọ. Giờ có cái tua mà có chả. Giờ có cái tua có chỉ dòng là mà có nhéo đấy nọ. Thì giờ tua thằng nó đó. Hôm nào cắm vào cho ông cho là hướng dẫn lúc sau được. Cho nó vào lúc nào. Bây giờ chưa nóng mấy. Lúc nào mê. Lúc nào lúc mê này, lúc nào lúc lo này, lúc lo tai gió này. Mà con lón mà trốn nó xả, mà thở từ có sao có chỉ dùng mà. Có tua mà có tua lúc đấy đó nó. Bảo ông đừng thò tay vào cánh quạt nha, bảo thế. Không được thò vào đấy. Có cho đằng đó là có sốt chết tay mó nó chả lại tay. Đứng tay đấy. Ông biết rồi gì.
ông kia cho nó có chỗ lấy cái chậu ra đây, cá hấp thôi mà hấp lên được. Em mua cả xả cả rau kia là rau đi nấu canh. Rau nhà em có nhiều lắm. Đậu phụ này sốt được, sốt cà chua, mua cả cà chua lên. Cá chép à? Cá chép mà. Tí là băm ít xả với cả đập gừng vào, rau răm vào, thì là vào, thế là được. À nhưng mà quên mất mua lon bia về hấp. Bia đây có mà. Ờ à, không, tí đi mua lon bia về hấp này. Cô thế chạy ra mua một lon bia về nhá, anh đưa tiền cho đây. Hả? Ông đi mua rượu. Ôi. Ông mua rượu. Đưa tiền rồi, bảo đưa tiền rồi, bảo anh đưa tiền rồi. Đâu ông xem bao tiền nào. Đâu xem có bao tiền. Ông hôm trước là ông vừa được tiền ở bên có đoàn từ thiện lên trao cho 20 hộ nghèo thì ông cũng được một suất. Đâu đâu xem ông còn bao tiền. Đấy, ông còn bảo là đi mua rượu về mời anh em đi hộ lấy củi 20-30 nghìn này. Còn có 130 thôi. Ờ, xin chào nhá. 130 thôi. Thôi. Mua rồi. Em bảo với ông là bảo là anh đưa tiền cho mua rồi. Ông còn định lấy tiền ra đi cho mua cho em cổ này đi mua thức ăn với cả mua rượu. Cái dưới cho nó đỡ bị cháy nồi ấy. Xong cái xả gừng này em băm ra được, băm bé ra này. Để luôn như thế này. Ở đấy đấy. Sau tí để cá lên cho nó đỡ dính vào vào đáy. Cái này tí mình đun bếp cho nó cháy. Cái này dập ra rồi băm nhỏ xong là ướp con cá, cả rau răm này ướp luôn. Ừ, ướp gia vị vào tí đổ bia vào nữa là được rồi mà. Đun lên tí là được rồi. Cá này chín nhanh không? Bếp củi thì nhanh lắm. Cho lên bếp thôi. Một tí là chín rồi mà. Cá này chín nhanh không? Rau răm em băm đây à? Vừa lên rồi. Hôm nay cho ông thưởng thức cái món cá này. Chắc ông chưa ăn cá hấp bao giờ rồi nhỉ? Chưa. Nhẹ quá nhỉ. Bọn nó nhìn thấy ông cầm cái to mà. Ông có hai con dao mà. Ba con đấy. Gạch đây còn đây, hai viên đây. Cho ông kêu đấy. Ừ. Hôm trước em cần phải đi xin đâu. Ông biết ông nấu cơm sạch không? Báo. Chừng có hỏi ông mà ăn cá này bao giờ chưa hỏi. Con nọ đưa cho nọ đâu? Một chú có cái nọ, còn mà yêu ấy hỏi nữa nhạ. Ờ. Ông bảo sao? Ông bảo là cá chưa với lại cái này làm thế nào thì ông cũng ăn nhưng mà phải làm ít thịt mỡ cho ông. Ông thích ăn thịt mỡ à? Được, thế thì em làm thịt. Sáng nay ông đi mua, đi chợ mua, ông khác tự mua. Cho mắm mới mì chính vào người. Cho bột canh với cả ít mì chính vào. Xong là em cứ bóp đều là được. Xong đổ bia vào là được mà. Bột canh mì chính còn chưa anh mua lên nhiều mà. Hôm nào ông hết cái gì lại mua lên cho ông. Bây giờ là thịt hộp kia vẫn còn còn mấy hộp nữa nhỉ? Hôm trước em về em luộc một hộp cho ông. Còn hai hộp nha. Phải đủ gia vị nó mới không tanh. Đấy cho vào bụng nó. Xoa hết đi, đều đi. Bia đâu, bia đâu. Nhét đường nhét đấy vào bụng nó. Đừng bia vào đủ đi. Đây đây, cứ nhét đi thì anh khắc cho vào. Ôi, ok được rồi. Nhét cả cái bong bóng này vào luôn này. Bong bóng cá. Để cho nguyên hiện trường. Hôm nay là hấp, hấp cho ông. Cá hấp bia. Lần đầu tiên ông Báo thưởng thức. Có à, mua lúc à, mai qua là chạy chiếu. Chị nói à? Kỳ chiếu mua chạy chiếu, chả có chị nói cho nên tôi khao. Anh chẳng ai ý thì hiểu ấy. Muốn là chị nó từ kỳ chưa? Mua đây.
Em vừa bảo gì? Em bảo ông bảo là ông cất cái máy quạt đi, mua đắt tiền. Ờ đấy, ừ. Bảo ông cất đấy, không ông cứ là... đi đâu là người ta vào lấy của ông đấy, quạt mới tinh luôn. Đây. Có cả phiếu bảo hành bảo ấy đàng hoàng đấy. Không đi rửa cái dao với lại ăn. Ờ. Tí cái đậu phụ kia đi sốt cùng với các cả thịt của ông đi. Sáng nay ông đi chợ, ấy, ông mời nước chè. Nước chè. Ông uống đặc rất đó nhỉ. Ông uống đặc lắm anh ạ, lúc nào uống nước chè luôn. Em mua cả ấm chè vào cho ông mà ông không dùng, ông cứ thích dùng cái đồ cổ của ông thôi. Đúng rồi. Kiểu là cái kia ông pha chè kiểu Dubai thấy chưa? Tràn đầy. Chè đầy hết đây. À. Hôm nay ông là góp thịt cho đấy nhỉ? Em biết là hôm nay có chợ phiên nên là ông đi chợ ông mua luôn thịt này. Hai cục thịt mỡ to đùng. Thánh mua à? Anh này cũng giỏi nấu bếp đấy nhỉ? Anh là sinh năm bao nhiêu? Em lắm. Vâng. 82. À, nhìn tuổi có tuổi rồi. Năm nay 40 rồi. 40 à? Em là sinh năm 90 thôi. Thế à, trẻ quá. 10 tuổi nha. Cá hấp này là bây giờ chưa on dần ở đây chắc được. Chắc là được. Đấy, khuyên đậu phụ nên là bây giờ đảo lại. Cho cả đậu phụ ấy luôn. Cô ơi, lấy dao ra đây. Đấy, bổ vào. Làm miếng vừa vừa là được. Cho ít nước vào đun tí anh ạ. Tí để lấy nước chan cơm. Đậu phụ sốt cà chua. Thế giờ anh đun cho nước vào đun tí cho nó sôi một chục tí là được. Rồi rồi, ok anh rồi. Mà sôi đã là được mà. Không biết là ông còn mì tôm không? Hay là hết rồi? À, vẫn còn một thùng. Còn một thùng nguyên. Còn một thùng ấy. Hôm trước em mua lên là còn một thùng đó, ông vẫn còn một thùng mà. Bây giờ ông ăn hết cái thùng kia rồi, còn một thùng nguyên. Hôm nào hết lại mua. Ông Táo quét nhà. Anh là cháu của Phành hả anh? Nhóm vai vế. Cậu của Phành ấy. À cậu cơ à? À, em tưởng là cháu. Hai bát hết rồi. Có. Vừa sắt vừa hai bát. Nhà anh ở đoạn nào? Bên này. Gần đây rồi. Cái chỗ quán kia phải không? Quán đúng rồi, đúng rồi. À, nhà anh ở quán kia luôn à? Ở dưới, dưới đường quá kia mà. Có cái tài. Nhiều quá. Nhiều quá nhỉ? Hay bỏ ra cho ông ăn tối một tí. Đấy thôi. Bỏ phần cho tối ông ăn. Đổ nước nóng kia vào luôn cô. Ấm ấy. Cho bột canh vào trong tí sôi để thả cái rau này vào là được. Là làm canh. Đủ hai bát đi. Rồi ok được. Đấy, bây giờ đun bếp to lên. Xoay cái nồi cá hấp một tí.
xoay một bên này vào, xoay hai bên ép vào cho nó chín. Còn hơi bé nhỉ. Ừ, thoải mái. Đông người có đủ không? Hôm nay đủ. Hôm nay cứ tưởng là có mỗi hai anh em nên là mua con bé này. Anh em có ít ăn ít, có nhiều ăn nhiều nhá. Ui, hôm sau ăn đủ anh ạ. Hôm nay là có anh bí thư đến. Đấy, bí thư chi bộ của thôn. Hôm nay lên là lần đầu tiên em mới gặp anh ấy. Hôm trước là gặp một lần nhưng mà chưa có gì. Tí à, cho đi à. Ngồi ăn cơm của ông tí anh. Cái kia xôi bát cho vào nữa là xong. Cho tí rồi à? Ừ, tí để tí cho chút. Vít tưởng lúc nãy mở rồi. Có, xem. Sang. Trưởng thôn đi sang ngồi bên hội trường kìa. Vâng, sang ngồi bên hội trường. Đó, đi sang bên hội trường ngồi. Nó mỏ. Nó mỏ. Nó mỏ. Mỏ, cô lão lắm. Mỏ, cô lão. Đây, xin chào. Được chưa? Đây, trưởng thôn là bó to nhất đấy. Anh ạ, hôm nay trưởng thôn là vác bó to nhất. Mình còn bị mất một đôi dép nữa. Mai mất tiền đi mua dép. Xe bẩn quá. Hôm nay đi gần và là dính trời mưa. Ngồi bên đấy chật quá nên là mấy anh em bảo sang bên này ngồi. Toàn đậu với rau nhỉ, chả thấy thịt đâu. Ăn tạm này thôi. Hôm nay thực ra là em rủ trưởng thôn đi lên đây, bảo là nếu mà trời nắng thì đi lấy củi cho ông. Thế là lên đến đây lại trời lại mưa thôi, lên đến đây rồi thế là vẫn phải đi. Thôi anh ngồi đi anh. À ghế này không kéo được rồi. Đây đây, cho ông ngồi bên này, được, em ngồi bên này. Cho ông ngồi trước, ông ngồi đây. À, vừa đủ 6 người nhỉ? Đỡ cho ông ngồi bên đấy nhỉ? Tí gắp cho ông. Cô ngồi đi. Anh đưa về đây. Thôi, đấy. Anh em mình ngồi gần nhau. Nhỏ coi chưa? Đấy, trưởng thôn ngồi gần ông. Ngồi gần ông luôn. Tí để xơi cơm cho ông. Có cái nồi cơm ở đây thì. Mua hái lắm à? Mua hái lắm à? Hôm nay là rượu là rau hết cho cô chứ. Là la đâu. Phàng á, chưa. Trưởng thôn sới cho ông bát cơm, không cho ông uống rượu đâu, cho ông ăn cơm mà. Có chị Hầu cháu á, có chị Hầu cháu á. Hầu đấy chị đây. Chị Hầu, Hầu, ít trả lời một chết cho có mà Hầu. Ông bảo gì? Ông bảo là không uống. À, không uống đâu mà thế, say thế. Uống rượu nhiều say. Không chớ. Mọ. Mà mẹ. Chị Phàng là chị Phàng ăn cơm đi. Anh lấy thôi, em đưa uống. Cơm nếu mà tiện nhất mình để trên này mà. Đấy. Trên này mới tiện, tiện hơn. Gắp cho ông miếng cá thôi. Em gắp cho anh. Anh ngồi quay đi, em gắp cho ông. Cái sợ ông không có răng, sợ xương nên là phải không, chọn. Cái này là ông. Chị, chị, chị. No, no. Dạ, hello. Ôi, nó chơi đó. No. No. Cái gì? 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 Cứ đâu có đi ớ, à đâu đâu ớ. Nó bảo là vất vả cho anh em mình quá rồi. Không sao, không sao. Anh ăn cơm đi. Nó đi, nó đi. Anh ăn cơm. Anh bảo ông ăn đi. Nó rồi, nó rồi, con. Cho ông ăn trước đi. Con ơi, bếp bảo nó bếp. Em mời anh nhá. Đây là anh bí thư chi bộ thôn.
Đây là cậu của em à Phánh? Cậu hôm nay cũng tình cờ lên đây gặp các anh ở đây để bảo các anh ăn cơm cùng ông luôn. Cảm ơn anh. Vâng, em mời anh nhá. Em hôm nay cũng đau họng suốt được 2 tuần nay rồi. Anh qua lại dính mưa. Đi toàn dính mưa. Thôi em mời các anh ăn cơm nhá. Ăn cơm nữa. À, xin mời các bác ăn cơm. Này ăn uống cũng chẳng có gì đâu. Có mua mấy con cá lên. Hôm nay tưởng là với em với trưởng thôn thôi nhưng mà lại có khách đặc biệt. Nên thế là mua thêm ít đồ lên. No, xịn. No. No, no. No mà nha. No, no, no. Ông ăn, ông cứ no. Đợi mình ấy. Mình không ăn thì ông không dám ăn. Ông cái này. Đấy, đậu phụ. Ô. Có mà người chùa có cái con con thì làm bắt canh đám đó. Ông Báo này được cái nhanh nhẹn, cái gì ông vẫn làm được. Sức khỏe tốt, biết đấy, cậu biết. Nhiều người bằng tuổi ông là có chỉ có ngồi một chỗ thôi, không biết làm gì đâu. Ông Vân Khang biết đầu nướng, nhóm bếp. Hôm trước là không có củi anh ạ. Đấy, em lên đây lấy mua cái giáo và không có củi, ông Khang đi nhặt ở ven đường ấy, những cái cành bé bé. Rồi lâu lâu trưởng thôn lấy cho. Lúc thì cũng có đôi lúc thì có việc đó thì đôi lúc mình rảnh thì mình lấy cho ông mua bó thì khi nào xong rồi thì mình lại. Xong hôm nay là lên thời gian thì mình lấy, không có thời gian thì ông. Đôi lúc thì ông cũng không có củi thật. Cũng nhờ anh em ở đây quanh ở đây cũng nhờ anh em ở đây là đôi lúc người ta. Thôi nó. Vậy mà nó có rồi. Thôi bây giờ mình chắc xin tạm dừng video tại đây nhá. Hẹn là các bạn ở những video tiếp theo. Trưởng thôn xin chào khán giả cái nào. Vâng, chào em ạ. Đây là sao đến hồi hộp à? Mời tất cả anh chị cô bác và ăn cơm nhá. Vâng. Các cô các bác ăn cơm cùng ăn cơm nhá, cùng nhá. Hôm nay thì cũng chẳng có gì đâu.